Đinh Ẩn sở hữu sức mạnh tiềm ẩn hủy diệt. Lúc này anh ta đang cùng sư tỷ học kiếm pháp khi mà anh ta vừa trở thành đệ tử của Thục Sơn. Đinh Ẩn thường xuyên bị mấy người sư huynh bắt nạt. Thế nhưng Đinh Ẩn không quan tâm tới mấy chuyện này. Một hôm huynh đệ Tiểu Trương của Đinh Ẩn nói phát hiện ra chỗ cất kiếm. Anh ta liền kéo Đinh Ẩn đi tìm một thanh kiếm phù hợp với mình. Ai ngờ hai người đã đi vào cấm địa của Thục Sơn. Dưới đất có cắm rất nhiều thanh kiếm. Tiểu Trương vô tình rút một thanh kiếm lên. Bầu trời đột nhiên đổi sang màu đen. Bọn họ vội vã bỏ chạy vào trong động huyệt. Thanh Vân bảo hai người đừng có sờ mó linh tinh. Cô nghe nói nơi này có yêu ma rất lợi hại. Đinh Ẩn phát hiện trên tường có chữ viết của môn công pháp nào đó. Anh sờ tay vào tường thì đột nhiên có một nguồn sức mạnh đi vào người. Công pháp trên tường tự động khắc sâu vào tâm trí của anh. Ma tính của xích hồn thạch đang dần dần khống chế ý thức của Đinh Ẩn. Thanh Vân đã cảm thấy có gì đó khác thường liền kéo Đinh Ẩn lại. Kết quả là bị Đinh Ẩn đánh bay. Anh ta còn phá một tảng đá ra vào một thanh kiếm bên trong. Thanh kiếm này dường như đang ẩn giấu điều gì đó. Anh ta liền rút nó ra. Dường như có ai đó bên trong một tảng băng tỉnh lại. Đột nhiên ba người bị bao quanh bởi hỏa hoạn. Đinh Ẩn đột nhiên khôi phục lại ý thức. Anh cảm thấy thanh kiếm mình đang cầm không hề bị lửa tác dụng vào. Anh nhận ra đây chỉ là ảo giác. Sau đó anh phá vỡ kết giới và thoát khỏi ảo giác này. Một người đàn ông phá băng và xuất hiện. Người này được mệnh danh là Ngũ Quỷ Thiên Vương. Anh ta đã bị trưởng môn Thục Sơn phong ấn tại đây 10 năm. Ngươi chính là Ngũ Quỷ Thiên Vương của 10 năm trước sao? Không sai, nhưng hãy gọi ta là Đa Tình công tử. Cáo từ. Không được, Thanh Vân không cho hắn bỏ đi. Thế nhưng thực lực có hạn, cả ba người đều bị hắn khống chế và điểm huyệt. Hắn ta định thất lễ với Thanh Vân, may mà Diệu Nhất sư thúc kịp xuất hiện ứng cứu. Ngũ Quỷ biết mình không phải đối thủ của Diệu Nhất nên đã bỏ chạy. Đinh Ẩn biết mình đã phạm đại tội liền quỳ gối xin sư thúc trách phạt. Sư thúc sau khi nắm rõ tình hình thì không trách ba người họ. Ông ta bảo Đinh Ẩn hãy quên đi công pháp trên tường vừa nãy. Ông thấy mình có duyên với Đinh Ẩn nên tặng cho Đinh Ẩn thanh kiếm gãy kia. Đinh Ẩn đã có vũ khí dành cho mình, tuy nhiên lại vô tình hại huynh đệ của mình. Lúc ngủ, Đinh Ẩn không ngừng mơ thấy những công pháp trên vách tường được khắc họa. Đôi mắt anh ta hóa đỏ rồi chạy ra ngoài. Huynh đệ Tiểu Trương của anh đi theo anh. Đinh Ẩn bị mất đi lý trí và tấn công Tiểu Trương từ phía sau. Tiểu Trương không ngừng gọi tên của Đinh Ẩn nhưng không có tác dụng. Anh ta đánh trọng thương lục phủ ngũ tạng của Tiểu Trương. Trong lúc chuẩn bị ra sát chiêu với Tiểu Trương thì đại sư huynh kịp xuất hiện ngăn cản. Lúc này Đinh Ẩn đang bị khống chế bởi ma tính nên công lực vô cùng cao cường. Trưởng môn và hai vị sư thúc kịp thời xuất hiện và khống chế Đinh Ẩn. Đại sư huynh muốn chém chết Đinh Ẩn nhưng bị sư phụ ngăn cản. Đinh Ẩn không thể chết, nếu nó chết, xích hồn thạch sẽ phát nổ, hậu quả sẽ khó lường. Nhưng ma tính của cậu ta quá nặng, võ công thì vô cùng kỳ quái, con nghi ngờ cậu ta. Thôi được rồi, sự tình không giống như con nghĩ. Trưởng môn nhìn thấy huyết cảnh thần công trên tường, ông ta đoán là do năm đó Lục Bào đã để lại. Công Tôn Vô Ngã lo sợ Đinh Ẩn sẽ trở thành Lục Bào thứ hai, liền kiến nghị trưởng môn phế đi võ công của Đinh Ẩn, sau đó cưỡng ép và hút ra xích hồn thạch. Tuy nhiên trưởng môn quyết định đặt niềm tin vào Đinh Ẩn thêm một lần, bởi vì Đinh Ẩn là lục tinh chi tử, anh ta chính là cơ thể thích hợp nhất cho xích hồn thạch cường hóa. Đinh Ẩn tỉnh lại và vô cùng đau khổ. Anh ta cầu xin trưởng môn hãy lấy xích hồn thạch ra khỏi người của mình. Tuy nhiên trưởng môn hy vọng anh có thể mang trọng trách đó. Đinh Ẩn bị ông ta thuyết phục và chỉ đành đồng ý với yêu cầu đó. Tiểu Trương dù giữ lại mạng sống nhưng tứ chi đã bị đứt hết dây chằng, bây giờ không khác gì một phế nhân. Tiểu Như sư thái nói rằng Bách Thảo có lẽ sẽ có cách. Tuy nhiên Bách Thảo là người có tính tình cổ quái, cứ người phụ thuộc vào tâm trạng. Đinh Ẩn đưa Tiểu Trương tới tìm Bách Thảo. Tuy nhiên Bách Thảo không thèm ra gặp Đinh Ẩn. Thế nhưng Thanh Vân đã dùng đồ ăn để thuyết phục Bách Thảo đồng ý cứu Tiểu Trương. Tuy nhiên ông ta yêu cầu sau này Tiểu Trương sẽ là người giúp ông thử thuốc. Tiểu Trương cũng đã có hy vọng được hồi phục. Thanh Vân lau máu trên trán của Đinh Ẩn. Không biết từ lúc nào, cô càng ngày càng quan tâm Đinh Ẩn. Trong khi đó Ngũ Quỷ vừa thoát ra đã gia nhập Ma Tông. Hắn ta chú ý tới Tiểu Ngọc nhưng Tiểu Ngọc không thèm quan tâm tới hắn ta. Lục Bào, vì muốn đoạt được xích hồn thạch đã dùng máu độc khống chế người dân trở thành nô lệ. Trưởng môn Thục Sơn tưởng rằng người dân bị loại dịch bệnh nào đó làm hại, ông liền cử đệ tử xuống núi cứu người. Thế nhưng họ không ngờ biết rằng đây là âm mưu của Ma Tông. Đệ tử Thục Sơn đang xuống núi hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhưng một trong những đệ tử năm đó của Thục Sơn để trở thành người đứng đầu Ma Tông. Lục Bào sử dụng ma thuật khiến cho dân lành bị hút máu và chết. Hai đệ tử Thục Sơn đang đi do thám thì phát hiện đám người Ma Tông đang thả ra loài bọ nào đó biết bay. Thanh Vân và đồng môn của mình trả hỏi bọn chúng nhưng biết tin người dân đã chết. Cả hai bắt một con bọ mang về để điều tra. Đột nhiên trên đường lại gặp Ngũ Quỷ. Bọn họ biết mình không phải đối thủ của hắn nên đã bỏ chạy. Thế nhưng rất nhanh Ngũ Quỷ đã chặn đường. Hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc Thanh Vân gặp nguy hiểm, Đinh Ẩn đã xuất hiện và đánh nhau với Ngũ Quỷ. Hắn bắt Thanh Vân để uy hiếp Đinh Ẩn. Đinh Ẩn chỉ đành bỏ kiếm xuống. Ai ngờ lúc Ngũ Quỷ chuẩn bị lấy mạng Đinh Ẩn thì Tiểu Ngọc đã xuất hiện. Cô dùng dây thừng trói tay Ngũ Quỷ và đánh ngã hắn. Sau đó cô đưa Đinh Ẩn và Thanh Vân rời đi. Ngũ Quỷ không đuổi theo, không phải vì hắn sợ mà đây là kế hoạch của Ma Tông. Mục tiêu của chúng chính là xích hồn thạch trong người của Đinh Ẩn. Ba người chạy tới nơi an toàn. Mặt nạ của Tiểu Ngọc bị lộ ra. Đinh Ẩn không ngờ người của ma tộc lại cứu mình, càng không ngờ Tiểu Ngọc còn trị thương cho Thanh Vân. Trong lòng của Đinh Ẩn có rất nhiều những câu hỏi. Sau khi chăm sóc cho Thanh Vân xong, anh ta ra và hỏi Tiểu Ngọc những thắc mắc trong lòng. Tại sao cô lại cứu bọn ta?
trước kia là ta hại ngươi nhưng ngươi lại cứu ta. Ta chỉ trả ơn ngươi thôi. Yên tâm đi, không phải cứ là người của ma tộc thì sẽ đi hại người khác đâu. Cẩn thận. Tên ngốc, ta tên là Ngọc Vô Tâm. Hà Ngọc Vô Tâm, nhân hữu tâm. Mặc dù bề ngoài cô rất lạnh lùng nhưng ta biết cô là người ấm áp. Đinh Ẩn lo lắng cho cô ấy rằng cô có bị ma tộc trừng phạt hay không vì cô vừa mới cứu anh. Tiểu Ngọc nói rằng cô là bị ép gia nhập ma tộc. Mặc dù nhìn thì có vẻ tự do nhưng cô lại rất cô độc. Đinh Ẩn cảm thấy cô ấy rất giống với mình. Anh ta mở lòng và nói ra câu chuyện của bản thân. Anh ta cũng là bị ép gia nhập Thục Sơn. Tất cả đều tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh chỉ sau một đêm. Tuy nhiên không ai hiểu được sự cô độc của anh. Anh cảm thấy mình và Tiểu Ngọc rất đồng cảm với nhau. Có lẽ là do cả hai đều có một trái tim cô độc. Tiểu Ngọc biết Đinh Ẩn chưa từng nhìn thấy băng bao giờ. Cô liền khiến mặt nước đóng băng. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cả hai trao nhau ánh mắt tình tứ. Tiểu Ngọc nắm lấy tay của Đinh Ẩn rồi kéo Đinh Ẩn ra trượt băng. Từ nay về sau, chúng ta có thể là bằng hữu không? Được, ta chưa từng có bạn. Có chứ, cô có ta là bạn rồi. Đinh Ẩn không kiềm chế được và hôn môi Tiểu Ngọc. Đột nhiên cơ thể Tiểu Ngọc cảm thấy vô cùng lạnh giá. Cô nói trước kia luyện công từng bị hàn khí làm tổn thương. Lâu lâu nó sẽ lại phát tác khiến cô khổ sở. Chỉ có xích hồn thạch của Đinh Ẩn mới có thể giúp cô trị khỏi. Đinh Ẩn không nghĩ ngợi gì mà dùng nội lực giúp cô ta trị thương. Cô ta để lộ ra bộ mặt nguy hiểm. Cô ta vòng ra sau Đinh Ẩn và chuẩn bị ra chiêu. Thế nhưng vào đúng lúc ấy, Thanh Vân đã xuất hiện. Cô ấy sớm đã biết Tiểu Ngọc không hề có ý tốt gì. Thanh Vân vội vã đưa Đinh Ẩn bỏ trốn. Vừa đưa anh ta tới nơi an toàn thì cô đã ngất đi. Trong khi đó thì Đinh Ẩn đã gặp họa lớn. Tự anh đi nói với phụ thân của mình rằng Đinh Ẩn đã trộm đi kiếm của cô ta và bỏ trốn. Sự thật thì là cô ta lừa Đinh Ẩn xuống núi để cứu Thanh Vân. Cô ta muốn Đinh Ẩn bị Thục Sơn trục xuất. Trưởng môn ra lệnh bắt Đinh Ẩn. Đinh Ẩn đưa Thanh Vân tới một y quán để chữa trị. Đại phu nói ông lực bất tòng tâm. Ông ấy chỉ đường cho Đinh Ẩn đưa Thanh Vân tới nơi khác. Đinh Ẩn liền đưa cô ấy đi. Thế nhưng y nhân ở đây là một người quen. Cô ấy giống hệt mẹ của Tiểu Ngọc. Cô ấy dùng kim châm để cứu Thanh Vân và ép máu độc ra khỏi cơ thể của Thanh Vân. Thanh Vân đã được cứu sống. Tiểu Ngọc cũng đuổi theo tới đây. Ai ngờ bị tiên y ở đây đánh ngất. Tuy nhiên tiên y không làm hại Tiểu Ngọc mà ôm cô vào lòng. Đinh Ẩn thì vẫn nhớ tới ngày hôm đó với Tiểu Ngọc. Anh không hiểu tại sao cô ấy thường xuyên mang cho mình hy vọng, rồi sau đó dập tắt nó. Hôm sau thì Thanh Vân đã hoàn toàn hồi phục. Lúc hai người rời đi, tiên y lấy ra cuốn sách khắc phục chất độc của loài bọ do ma tộc gây ra. Ai ngờ cả hai vừa về Thục Sơn đã bị đại sư huynh và các đệ tử khác bao vây. Anh ta phục mệnh tới bắt Đinh Ẩn về. Đan thần tử không biết chuyện Đinh Ẩn là bị Tử Anh vu oan. Đinh Ẩn giải thích rằng anh không hề trộm kiếm của Tử Anh. Thanh Vân nói nếu không có Đinh Ẩn thì cô đã chết rồi. Bọn họ chỉ đành bảo trưởng môn xem xét. Ông ta thấy xích hồn thạch trong người Đinh Ẩn vẫn còn nên mới yên tâm. Tuy nhiên ông ta trách Đinh Ẩn đã tự mình xuống núi mà không xin phép. Thanh Vân liền kể lại sự việc mấy ngày qua. Ngoại trừ việc có sự xuất hiện của Tiểu Ngọc, Đinh Ẩn còn lấy ra phương pháp mà anh được tiên y cho. Trưởng môn liền không trách tội Đinh Ẩn nữa. Điều này khiến đan thần tử bất mãn và cho rằng trưởng môn đang bao che cho Đinh Ẩn. Trong khi đó thì tiên y khóc lóc nắm lấy tay Tiểu Ngọc. Cô ấy chính là mẹ ruột của Tiểu Ngọc. Lục Bào từng nói với cô là Tiểu Ngọc đã chết nhưng Tiểu Ngọc vẫn còn sống. Tiếp theo đây diễn biến sẽ như thế nào? Lục Bào vì phòng tránh con gái Tiểu Ngọc vướng vào yêu đương, Tiểu Ngọc ông ta tàn nhẫn ép cô dùng đoạn tình đơn. Chỉ cần Tiểu Ngọc nảy sinh ái tình thì cô sẽ đau khổ như muốn chết. Từ nhỏ ông ta đã gieo mầm sự thù hận trong lòng con gái. Mục đích duy nhất là để báo thù cho mẹ. Ai ngờ mẹ của cô chưa chết. Tiên y dù nhận ra con gái nhưng không dám nhận lại cô. Cô chỉ để lại cho Tiểu Ngọc một cái châm cài tóc và cho Tiểu Ngọc uống thuốc giải đoạn tình đơn. Cô nói với Tiểu Ngọc rằng nếu sau này bị ép uống đoạn tình đơn thì hãy dùng loại thuốc này để giải độc. Thế nhưng Tiểu Ngọc lại muốn tấn công mẹ của mình. Tiên y lập tức biến mất. Tiểu Ngọc đuổi theo nhưng đã bị mất dấu. Đúng lúc này phụ thân của cô xuất hiện từ phía sau. Tiểu Ngọc kể chuyện vừa nãy cho Lục Bào. Tuy nhiên cô giấu chuyện cô đã uống thuốc giải của đoạn tình đơn. Đột nhiên Lục Bào nhìn thấy cái châm cài tóc của Tiểu Ngọc. Hắn lấy nó về và phát hiện bóng hình của thê tử của mình để lại. Cô ấy mong hắn hãy dừng tay lại. Đừng có mượn danh nghĩa tình yêu đối với cô để báo thù nữa. Trước kia nếu như hắn biết thê tử của mình còn sống thì chắc chắn muốn tìm kiếm cô. Thế nhưng bây giờ hắn đã khác rồi. Nàng cứu người trong thiên hạ nhưng lại không đau lòng thay cho ta sao? Ta sẽ không dừng tay lại đâu, kể cả nàng hận ta cũng sẽ không hối hận. Tiểu Ngọc đang luyện công thì bồ câu đưa thư tới. Thì ra là Đinh Ẩn viết thư cho cô. Vừa nãy Đinh Ẩn gọi bồ câu tới và viết thư tình cho Tiểu Ngọc. Mặc cho Tiểu Ngọc liên tục lừa gạt anh ta, nhưng anh ta cảm thấy cô rất đặc biệt đối với mình. Tiểu Ngọc cũng cảm thấy vui khi đọc bức thư. Đột nhiên cha của cô đột nhiên đi tới. Cô vô cùng hoảng hốt. Ông ta liền bảo cô đưa bức thư kia ra đây. Ông ta đọc xong và cảnh cáo cô hãy nhớ nhiệm vụ của mình là gì. Sau đó ông ta lại ép cô uống đoạn tình đơn. Tuy nhiên sau khi ông ta đi, cô lập tức uống thuốc giải. Cô rất muốn biết xem tình cảm rốt cuộc là thứ gì. Lúc này Thục Sơn đang chuẩn bị phái Đinh Ẩn xuống núi để tìm Ô Phong Thảo. Cũng vừa mới đây, Bách Thảo đã luyện xong thuốc giải đối phó với ma tộc. Tuy nhiên những người dân bị hại quá nhiều và không đủ thuốc giải. Quan trọng hơn là nguyên liệu có tên Ô Phong Thảo đã hết. Ô Phong Thảo mọc ở Trích Tiên Đàm, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Kể cả là thần tiên đi vào cũng khó mà đi ra. Tuy nhiên người có xích hồn thạch có thể đi tới đó. Do đó bọn họ đã phái Đinh Ẩn đi. Trước khi đi, trưởng môn nói chuyện riêng với Đinh Ẩn.
ông ta dặn Đinh Ẩn phải khống chế được ma tính của mình và đừng để xích hồn thạch khống chế, bởi vì cơ thể của anh mang vận mệnh của toàn thiên họa. Việc Đinh Ẩn được trưởng môn ưu ái khiến Tử Anh và Đan Thần Tử vô cùng đố kỵ. Trong khi đó, phía ma tộc nhận được tin, ma tông liền phái Tiểu Ngọc đi đối phó với Đinh Ẩn. Để có được tín nhiệm của Đinh Ẩn, bọn chúng quyết định dùng khổ nhục kế. Đồ Mị đánh Tiểu Ngọc bị thương thật thảm theo lời của ma tông. Cô ta đánh một loại rắn trắng vào trong xương cốt của Tiểu Ngọc. Điều này khiến Tiểu Ngọc đau đớn vô cùng. Trong khi đó, Đinh Ẩn và mọi người đang dừng chân để nghỉ ngơi. Đột nhiên người của ma tộc xuất hiện và tấn công. Đồ Mị cũng xuất hiện và tấn công Đinh Ẩn. Tiểu Ngọc đi tới bảo vệ cho anh. Đồ Mị kéo theo người rồi rời đi. Đinh Ẩn, ta muốn nói với người một tiếng. Ta xin lỗi những chuyện trước kia. Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc thấy Đinh Ẩn không có phản ứng gì liền cố tình phun ra máu rồi ngất đi. Đinh Ẩn vội vã đỡ lấy cô ta. Anh ta hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì cô ta đã ngất. Đinh Ẩn bảo mọi người mau giúp đỡ. Tuy nhiên chẳng ai thích Tiểu Ngọc. Chỉ có duy nhất tiểu sư đệ là Lương Thiện và tới giúp Đinh Ẩn. Đinh Ẩn cởi áo của Tiểu Ngọc ra và thấy cô bị thương nặng. Tiểu sư đệ còn thấy trong cơ thể của Đinh Ẩn bị trúng độc của bạch xà. Loại độc này khiến cho người ta sống không bằng chết. Tiểu sư đệ lấy ra thuốc và muốn bôi cho Tiểu Ngọc. Tuy nhiên Thanh Vân đã tới và nói chuyện này nên để nữ tử làm. Hai nam nhân các người còn ở đây làm gì? Để ta giúp cô ta. Mau ra ngoài đi. Để yên tâm đi, ta sẽ không giết cô ta đâu. Đinh Ẩn lo lắng cho Tiểu Ngọc gặp nguy hiểm. Ngày hôm sau thì cô ta đã tỉnh lại và muốn rời đi. Thế nhưng đi được mấy bước thì đã đứng không vững nữa. Đinh Ẩn kéo cô ta lên giường và hỏi cô đang có mục đích gì nữa. Tại sao cô ta lại bị thương nặng như thế? Cô ta rơi nước mắt và nói với Đinh Ẩn rằng cô ta đã bị ma tộc trừng phạt và bị trục xuất. Sau đó cô ta còn thổ lộ tình yêu với Đinh Ẩn. Ta chưa từng biết yêu là gì cho tới khi ta gặp ngươi. Thấy Đinh Ẩn vẫn chưa tin, cô ta đứng dậy và giả vờ muốn rời đi. Có lẽ chúng ta ở hai đầu của một dòng sông rồi. Thôi thì cứ như vậy đi. Đinh Ẩn ngu ngốc và lại bị cô ta lừa gạt. Anh ta kéo cô ta ngồi xuống giường và đưa thuốc cho cô ta uống. Tên này ngu ngốc thật. Tập phim tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.